phố xá Yên Bái đi, vẫn còn đang là giải quyết hậu quả của bão lũ. Đây là cây 2 chỗ Cao Lanh, đang là tắc nghẽn cái đoạn đường này, cái chỗ kia là chỗ sạt lở lấp nhà đấy, đường này đang là chưa có thông được, cũng bùn lầy, vẫn đang là sân vẫn đang là dọn dẹp. Bây giờ hôm nay là 22 rồi, sau cái cơn bão lũ đã là mười mấy ngày rồi. Đây là khu vực công viên Yên Hòa, Vincom này. Đường xá đã được dọn dẹp khá là sạch sẽ. Yên Bái đi vòng một vòng trung tâm thành phố để xem cái hậu quả còn để lại sau 2 tuần xảy ra cái vụ lũ lụt thì như thế nào. Chính của thành phố, bộ mặt của thành phố, cho nên đã được dọn dẹp rất là sạch sẽ. Và chỗ này nước chỗ này cũng không có ngập quá cao. Tuy nhiên cái hộ gia đình vẫn đang là dọn dẹp, chưa có hoàn toàn sạch. Thank you.
Mình đi qua đây được không bác ơi? Tốt nhất là thấy nước không đi. À. Đi đâu đây bảo đi được xuống kia lại mắc. À. Ô tô đi được. Này. Này bao giờ nó mới sạch hết được nhỉ? Được. Bây giờ ở đây đi được, xuống kia đấy đi được rồi. Đây dân mình tự tự dọn thế hả bác? Này dân mình tự dọn thế à? Cơ giới nó dọn à thế à? Mà vẫn chưa sạch được nhỉ? Giờ những lực lượng ấy còn không? Còn người dọn không? Còn những đơn vị vẫn còn gì? Có lẽ cái phố này là bị nặng nhất đấy à? Này thì hôm trước nước ngập đến đâu bác? À ngang cửa kia à? Đây ngang cửa kia. À, ơi nhà chị ngập hết. Ê, nhà mình lúc đó chắc phải chạy đi hết chứ nhỉ? À đúng cái cửa, đỉnh cửa kia. Mà từ đường này lên đến đền nhà mình cũng cả mét rồi. Đến đỉnh cửa kia hơn 2 mét nữa. 3 mét rưỡi, cả 3 mét rưỡi à? À. Cái đó này chị có bị kẹt nhà không? À ở nhà rồi, lên tầng đấy à? Lên tầng luôn. Yeah. Cố thủ coi như là chết thì thôi. Vậy à, chết thì thôi, bảo vệ đến cùng. Đúng, không có đường chạy. À, ngập mấy ngày chị? Ngập 4-5 ngày. 4-5 ngày. Đó thì có cái đội cứu trợ đến không, cứu trợ không? Có em ạ, nhưng mà mãi nước xuống họ lại đến cứu trợ được chứ. À. Thế không sau đây. Nước lớn à. Không có phương tiện là đến rồi. Đấy có tầng 2 họ không cứu đâu. À. Gọi là cano vào không cứu. À không cứu. Nhưng mình vẫn có. Tầng 2 thì cứ ở trên tầng 2. À. Có đồ ăn hay là cho đồ ăn chứ nhỉ? Đồ ăn thì cũng có. À. Nói chung là năm nay là bà chợ tâm là đỡ khổ. À. Không như mọi năm. À, nghe tốt rồi. Nhưng mà đồ đạc thì nhiều nhà mất trắng cũng còn. À. Nhà chị thì cũng mất một ít thôi. À, nhà này. Năm nay là hết. Trước kia em ở ngay đây, ngay chỗ nhà thờ đây này. Bây giờ lâu lâu hôm nay bảo quý về xem xong tình nhà bà con như nào, thấy cũng khủng khiếp quá, chỉ xem trên tin tức thôi. À. Có xem có giúp đỡ đồng bào. À. Bây giờ đi xuống cái xóm chợ to à. À. Thì nó không còn cái gì. Thế à? À. Đồ đạc vẫn hết hả? À. Này. Vâng. Cảm ơn chị, cảm ơn bác.